câu 87 báo cá cho anh Dương nhá. Một em chép đẹp. 10 cân. Anh vừa bong một em đen giờ em được luôn em chép. Để mẹ cho mày nói lên khuyên em tao phải phi vội xuống. Báo cá anh em là không phải khuyên nhá, cá chép thường thôi. Khoảng 6 cân. Cá đang ăn. Báo cáo anh em là cá dưới này đang ăn rất đều chứ. Cá đang ăn rất mạnh, các cụ nhanh ra lại hết cá. Anh em ai cũng được quà chứ. Em có câu đâu em được quà. À, em ngồi dưới đấy à? Thế muốn em chứa quà. Thế cố câu đi có quà giờ đấy. À chưa đổ mối gì, thế thì vừa ra thì sao quà được. Đấy nhá, cần thủ Dương vừa bong em đen xong nhá. Được em chép. Xin chúc mừng cần thủ.